Xin chào 500 anh em, là mình Dương đây. Trời ơi các bạn ơi, mình đang F1 đó, cho nên mình chỉ ở nhà cày game thôi. Lại biểu diễn con Alice nha. Chơi đi chơi lại, chơi hoài, chơi mãi, ông chán đấy con này. Đối đầu, cuộc đối đầu của Alice với cả Greg nha. Lướt 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 này né, xong kiểu không cho nó kéo ấy. Mình đẩy nhanh cái tốc độ này, chìm chơi cho nó đỡ sốt ruột nha các bạn nha. Đó, AD mình giết người rồi đó. Team mình đang khá là xanh. Team mình khá xanh các bạn ơi. Úi giời, úi giời. Chiến đấu đi. Mình cứ chơi con Alice này thì thôi, cứ lượn lờ thả choáng các thứ đâu các bạn ơi. Kiểu nó cũng không quá là khó chơi ấy. Dọn đồ nha, lên rồi. Nhìn cái con gói nhà mình ghét nó quá các bạn ạ. Làm nhẹ con rồng cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng nhá. Mình phải chơi con này để gánh team các bạn ạ. Không, các bạn lại bảo mình chơi game toàn bú win, chả bao giờ thấy gánh team. Thi thoảng mình cũng gánh team mà. Thử chơi con Alice này thôi, cứ đợi đến cuối game mà mình combat lật kèo thôi. Chứ còn đầu game thì hơi bị nó ép một chút, mình cứ lấy sai nha. Nó chút nó vào đây này ăn, cứ bùa đi. Thời buổi giờ đói khát lắm. Không cướp được rồi. Cái gì mà hở ra thì mình phải xúc ngay. Ý giời, lách ngay chứ lại. Lại còn đứng đấy cho mày kéo chắc. Ý giời. Ăn con chim nha, con chim nha. Món sở trường. Món này. Úi giời, thả xịt. Với con chim mà ăn hụt nữa, chết. Mình sở dĩ món sở trường là mình đi support, mình rất là thích ăn cái con chim để mình lấy tâm ấy các bạn. Đừng ai nghĩ linh tinh nha. Bây giờ phải che cho ngay. Úi giời, che cho rồi vẫn không được nữa. Cứu rồi mà không cứu được các bạn ơi. Trưởng có hai người yêu lo hết. Việc của mình, con 2AT này đi với cả Alice ấy khá là mạnh. Con 2AT khi mạnh khi mà mình đi cùng một con Alice, nó cứ quăng cái chiêu cuối ở đâu ấy, xong là 2AT lên xong rồi xoay một vòng ở đấy. Úi giời, bao mạnh luôn các bạn ơi, phê. Con này mà lên full phép nữa thì một cái chiêu cuối của nó AD team địch phải đi nửa cái máu các bạn ạ. Đấy, sở dĩ là mấy mùa gần đây người ta lên chơi Alice nhiều, lên full phép là như vì vậy ấy. Nhưng mà mình vẫn phải lên một cái huân chương choi các thứ. Hai chị em mình ăn con rồng đi. Ăn con rồng. Thế team với nhau ăn con rồng, mình ăn những cái con này cho mình được nhiều tiền, bùa lợi các thứ cho nó vui. Tim còn lại thì tim lo. Ui sao con rồng đánh lâu chết nhỉ. Con rồng này đánh lâu chết quá bạn ơi. Con này rồng này đánh đến trầm cảm luôn. Đánh đến tụt huyết áp mà vẫn còn chưa chết các bạn ơi. Con rồng gì mà bất tử vậy. Rồng gì trâu vậy. Rồng gì trâu hơn cả con tà thần vậy. À đấy chứ. Mình phải hỏi rồng gì trâu thế nhỉ. Đánh nhau đã. Sử thằng này. Ai chà, mày đánh em tao. Ui, nó đánh thật em các bạn ơi. Nó đánh thật, để lại trong bọn kia nó xử nhá. Mình không cần phải làm gì hết, mình chỉ cần mua. Rồng gì trâu vậy? Rồng thần á, rồng thần. Tầm này chỉ sợ con rồng lộn chứ còn rồng thân thì chấp hết. Trời, không ra la liếm cái mạng các bạn ơi. Mình muốn ra la liếm cái mạng mà không được. Ái chà chà. Thả diều nó mới được. Ủa,
Cái bùa đâu ra các bạn? Sao tự nhiên mình có bùa dưới chân đó? Chả hiểu đâu ra vậy. Ái chà chà, mày bắn ai, mày bắn ai? Mày bắn ai? Mày đánh ai? Con này mày đánh ai? Lên phép, lên món phép đánh cho đau nha. Eo su eo sủng bắn nha. Tí nữa tao cho mày cái chiêu cuối vào đầu mày đi nổi cái máu nha. Chả biết có đi được cây nào không. Chà chà. Lên lên ăn cái bùa xanh đi. Thôi bùa. Úi. Tưởng còn cái bùa xanh, ai ngờ còn mũi kinh nghịch các bạn ơi. Chết, xem có thằng nào không? Có thằng Elsu này, có thằng Elsu. Bắt Violet. Bắt này. Nhìn nhá. Sở Double kill ăn hai mạng luôn, ngon lành anh nha. Sở rồi, biết như thế nào là bản lĩnh anh team nha. Úi sở. Chiến tiếp lại. Ấy, chết mất rồi. Chết mất rồi. Nhìn lại. Ăn đây mình. Úi giời, hai thằng đánh nhau nhau. Úi giời, em chỉ có hai người yêu vậy các bạn ơi. Hai thằng đánh nhau nhau kiểu này. Cái vị nó chửi cho ngu người. Thằng tôi nó đấy nhá, lão nhau thế. Buồn cười quá. Nhưng mà thằng trưởng ít máu hơn nên là không ăn được các bạn ạ. Bị nó kéo trúng nữa. Mù mắt quá. Úi giời, đánh nhau tiếp này. Úi giời, đánh nhau đó. Về thôi. Úi giời. Tiếp tục ạ, chiến đấu nào. Giời. Lên chiến đấu lại. Nhìn. Úi giời, không ăn được cái mạng nữa à? Chán nhỉ, không ăn được à? Về đi, hết máu rồi. Úi giời. Đánh nó luôn. Tầm này sợ gì con dăm ba cái con Greg. Mình đang xanh mà. Úi, nó kéo. Khổ thân, thằng kia chết rồi. Thằng kia sống dậy đấy. Ý rồi. Khổ thân. Support thì gì mà chạy không cả đít rồi. Hay sao sao mãi chưa win được nhỉ? Hai đường rồi. Dạo này ba đường vẫn bị lật kèo như thường các bạn ơi, không thể chủ quan được. Phải nghiêm túc thôi. Cảm thấy giết được thằng nào là phải giết luôn. Game này mình gánh team nha các bạn nha. Không bù win nữa, mọi khi bù win là quá đủ rồi. Change map cái. Úi, xời ơi, nào. Nào, nào, nào. Úi, kéo ai, ai cho kéo. Nào, thả để chúng nó không ăn được con ta thân. Cướp đi em ơi, cướp đi. Đúng rồi, cướp đoạn này. Sởi ơi, hay hút này. Hút em tao này, sởi.
Rồi ôi. Úi sời ơi, nhìn này, nhìn thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Ăn nốt cái mạng này. Ăn nốt cái mạng này. Trời ơi. Chiến đấu nào. Win nha. Đấy, thấy chưa? Không bú win nữa nha, trận này gánh team.